Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Kawasaki Ninja 210-2.8 lên kệ, vừa tiền dân chơi mô tô. Cái chiếc Kawasaki Ninja 210-2.8 đã có mặt ở thị trường Việt Nam, vừa mới lên kệ ở thị trường Malaysia với mức giá ước chừng 132 triệu đồng, một mức giá cũng khá hợp lý. Kawasaki Ninja 210-2.8 vừa được tung ra tại lễ hội nghệ thuật tốc độ 2.8 ở Malaysia với mức giá niêm yết chỉ rơi vào khoảng 23.071 AM, tương ứng 132 triệu đồng Việt Nam, rẻ hơn 1 triệu đồng so với mức giá khởi điểm ở thị trường Việt. Cái mẫu xe này ra mắt nhằm đánh thế cho cái chiếc Kawasaki Ninja 250 đời cũ và Ninja 210 LS. Cái dòng Ninja 210-2.8 lần này cập nhật những công thức 250cc của dòng Ninja với động cơ và phong cách là hoàn toàn mới. Xe được mang cái động cơ có dung tích là 249cc, làm mát bằng chất lỏng, sinh ra công suất đa là 39 mã lực tại vòng tua máy 12.500 vòng trên phút. Mô men xe cực đại 23.5 m tại vòng tua máy 10.000 vòng trên phút. Sức mạnh lần này được cải tiến vượt bậc so với cái dòng Ninja 210 đời cũ, lần lượt dừng ở mức là 70 mã lực và 2.5 m. Cùng với cái động cơ DOC kết cấu là 8 van, cái chiếc Ninja 210-2.8 còn có công nghệ là phun xăng tử EFI và cái bộ bướm ga hình bầu dục kép với cái đường kính là 32 mm, lớn hơn so với cái thân bướm ga kép 28 mm thời trước. Sức mạnh của xe được truyền qua cái bộ hộp số là sao cấp và bộ nhông sinh xích. Bánh xích cũng được thay đổi kích thước là loại từ 14/46 sang loại là 14/40. Tăng cái khả năng hãm tốc, cái dòng là Ninja 210-2.8 có phanh đĩa với kích thước là lớn hơn. Cụ thể phanh đĩa đơn ở phía trước loại là 310mm và phanh đĩa phía sau là loại 220mm. Tuy nhiên vẫn chưa thấy có trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Hệ thống chê trước mập hơn với cái bộ phuộc là không tiêu chỉnh 41mm, gắn với cái vành bánh trước cỡ 7 inch kết cấu 5 chấu. Bánh sau loại giảm sóc đơn với tải tùy chỉnh. Yên ngồi xe cũng cao là 785mm với khả năng chỉnh cao hơn 30mm. Tuy nhiên bình xăng của xe cũng được giảm dung tích từ 17 lít xuống còn 14 lít, cho nên cái trọng lượng của em nó bây giờ cũng đã nhẹ hơn tới 5kg so với cái trọng lượng 172kg của cái dòng là Ninja 210-2.7. Hệ thống chiếu sáng bây giờ bao gồm cái đèn bóng LED cho cả cái đèn pha và đèn pha thường và cái cầu áp, đi kèm với cái dãy đèn LED định vị cho ngày. Bên trong cái cụm đồng hồ là màn hình hỗn hợp analog và cái đực số hiển thị cho tất cả những thông tin cần thiết cho lái xe. Xe sẽ có hai màu tùy chọn bao gồm đỏ, đen, kim loại và một cái màu vàng xám. Cái chiếc Ninja 210-2.8 sẽ có sẵn tại các lý của nhà của Malaysia vào giữa tháng 8 năm 2008. Cách đây cũng được vài tháng thì cái dòng xe này cũng đã được giới thiệu thị trường Việt Nam với mức giá bán cũng cho rất sốc, chỉ dừng ở mức là 133 triệu đồng. Với kích thước và trọng lượng cùng với những tính năng như cái chiếc Ninja 210-2.8, chế thảo xe cũng cho biết tầm mức giá này mẫu xe mới của nhà Kawasaki tỏ ra cũng vất vừa tiền dân chơi và có thể khỏa lấp cái niềm đam mê xe thể thao cho phải mạnh. Cảm ơn bạn đã theo dõi kế tiếp, nhớ like, subscribe.